Cây thanh táo, hay còn gọi là cây thuốc trạc, là cây thường xanh, thân nhỏ, cao khoảng 1 đến 1,5 mét. Thân và cành cây có màu tím sẫm hoặc xanh lục, nhẵn. Lá cây mọc đối, cuống ngắn, phiến lá hình mác, thuôn, dài khoảng 4 đến 14 cm, rộng 1 đến 2 cm, mép lá nguyên. Trên mặt lá thường bị một loại nấm có tên là Puccinia thauretici tấn công nên gây nhiều đốm đen, vàng hoặc nâu trên mặt lá. Hoa có màu trắng hoặc hơi hồng, có nhiều điểm tía, mọc thành bông ở đầu cành, các kẽ lá và hoặc phía ngoài ngọn cành. Quả nang hình đinh, dài 12 mm, bên trong có chứa 4 hạt, hoa và ra quả vào mùa hạ. Theo nhiều nghiên cứu, cây thanh táo còn có tác dụng an thần, giảm lo âu, diệt run sám, chống ung thư, giảm axit uric trong máu. Gần đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra trong cây thanh táo có chứa hợp chất giúp kháng HIV là pectin pyrrolidine. Hợp chất này ức chế hoạt động phiền mã ngược hiệu quả hơn nhiều so với azidocimenin, thuốc chống HIV đầu tiên được phát triển và chấp thuận vào năm 1987. Đây là tín hiệu tích cực để điều chế ra các loại thuốc kháng lại virus HIV, bệnh lao, sốt rét và kháng ung thư. Trong đông y, thanh táo có vị hơi chua, đắng, tính mát, quy vào kinh can và thận. Vị thuốc này có tác dụng khu phong, trừ thấp, tán ứ, tiêu xương, giảm đau. Vỏ rễ và vỏ thân được dùng làm thuốc chữa đau xương, đau khớp, chân tay tê bại, các vết sưng đau, vàng da, ho, sốt, mụn nhọt, run sẩy. Để dùng ngoài da, đem lá cây giã đắp hoặc nấu nước tắm, rửa với liều lượng không hạn chế. Cả cây thanh táo phơi khô, tán bột, có tác dụng trừ sâu, mọt, nhậy. Trong y học Trung Quốc, rễ đềm sắc và hãm dùng làm thuốc lợi tiểu, hạ nhiệt và giảm đau, chữa lao phổi, thấp khớp, tiểu khó, mụn nhọt, tiêu chảy. Lá trị sốt, đau lưng, vô kinh, sưng tấy, ho, eczema, đau nửa đầu. Trong y học dân gian Ấn Độ, thanh táo được coi là có tác dụng hạ sốt, gây nôn, điều kinh, làm ra mồ hôi, điều trị vô kinh và rối loạn chức năng dạ dày. Lá được dùng làm thuốc chống sốt rét chu kỳ, hồi phục chức năng và diệt sổ bọ. Lá tươi giã đắp chữa tê phù, thấp khớp. Lá và mầm non làm ra mồ hôi. Nước hãm lá chữa đau nhức đầu, liệt nửa người và mặt. Dịch ép lá giúp cầm máu bên trong cơ thể. Dùng nhỏ tai để trị đau tai, nhỏ mũi trị đau nửa đầu và cũng dùng chữa cơn đau bụng ở trẻ em. Dễ trị thấp khớp, tiểu tiện khó, sốt, mụn nhọt, vàng da và tiêu chảy. Vỏ cây là thuốc gây nôn. Ở Philippines, cao lá và mầm non được dùng làm thuốc gây nôn, trị ho và hen. Lá tươi dùng tại chỗ chữa phù trong bệnh tê phù và thấp khớp. Lá nấu nước tắm cho phụ nữ sau khi đẻ. Ở Malaysia, lá đắp chữa nhức đầu và nấu nước tắm, rửa sau khi đẻ. Lá còn có trong các chế phẩm trị lậu, vô kinh và sốt rét. Ở Indonesia, lá dùng trị nhức đầu, thấp khớp và các chứng đau. Ở Thái Lan, dễ trị tiểu tiện khó, tiêu chảy và rắn cắn. Vỏ cây trị sốt, ho, lị amid, vết thương và dị ứng. Ở Madagascar, nước sắc từ rễ đun và sữa được sử dụng trong bệnh thấp khớp,
kết lỵ và vàng da. Nước sáp từ ngọn hoa thường được dùng với mục đích khử trùng. Lá còn được dùng như một biện pháp để phòng tránh thai ở cả đàn ông và phụ nữ. Chữa ho, sốt, mồ hôi trộm. Rễ thanh táo, miết sáp, địa cốt bì, xài hồ mỗi vị 10 gram, đương quy, chì mẫu mỗi vị 5 gram, thanh cao, ô mai mỗi vị 4 gram, tất cả đem sắc uống trong ngày. Chữa các bệnh về đường tiêu hóa. Cây thanh tao có thể chữa các bệnh lý về đường tiêu hóa như đau bụng đầy hơi, chướng bụng, táo bón hoặc tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa. Người bệnh có thể hái khoảng 7 đến 9 lá tươi cây thanh táo, rửa sạch và ăn sống. Ngày dùng 4 lần thì khoảng 3 ngày bệnh sẽ khỏi. Chữa phòng thấp, tê bì chân tay. Rễ thanh táo, dây chiều, rễ hoàng lực, rễ gai tầm song mỗi vị 20 gram, củ cốt khí, rễ thiên niên kiện mỗi vị 10 gram, sắc nước uống mỗi ngày 1 thang. Điều trị u tuyến tiền liệt, u phổi. Các thầy lang xưa thường lấy một nắm lá thanh tao tươi, rửa sạch rồi xay chung với một bát nước lọc và cho bệnh nhân uống. Người bệnh sẽ được uống làm 3 lần trong ngày. Uống liên tục trong vòng 1 tháng, các bệnh về tuyến tiền liệt và u sơ phổi sẽ có tiến triển khá hơn. Tác dụng với các bệnh lý về gan như xơ gan, viêm gan, xơ gan cổ trướng. Betulin trong cây thanh táo là một trong những hoạt chất có tác dụng thải độc rất tốt cho gan. Đã có nhiều nghiên cứu về tác dụng này của betulin được công bố trên các tạp chí y khoa. Sự kết hợp của ba hoạt chất betulin, lupeon và axit formolic có trong cây thanh táo đã làm nên điều kỳ diệu của nó trong chữa các bệnh lý về gan. Các thầy thuốc đông y thường dùng lá cây thanh táo khô hoặc tươi để điều trị các bệnh về gan. Chữa trị lở loét, các vết thương nhiễm độc, chảy máu không ngừng hoặc mụn nhọt lở thối sữa không lành. Sử dụng lá thanh táo và lá cây mỏ quạ, mỗi vị phân lượng bằng nhau, rửa sạch, giã nhỏ, đắp lên vị trí chấn thương. Mỗi ngày đắp thuốc 1 lần, thay thuốc hàng ngày. Có thể kết hợp với việc uống nước sắc bồ công anh, bạch chỉ nam, kim ngân hoa, mỗi vị 1 nắm. Sau 1 tuần sẽ thấy kết quả điều trị. Điều trị té ngã, chấn thương xương, phòng thấp xương khớp, xương cốt xương tấy, đau nhức. Sử dụng cây thuốc chặt tươi 30-50 gram, khô 10-15 gram, sắc thành thuốc dùng uống ngày ngày. Điều trị chấn thương xương tấy, vết thương kín. Sử dụng cây thuốc chặt tươi 50 gram, nếu khô thì dùng 10 gram, rửa sạch, sắc cùng 850 ml nước. Đến khi còn 200 ml thì chia 2 lần, dùng uống trong ngày. Điều trị lở loét, các vết thương nhiễm độc, chảy máu không ngừng hoặc mụn nhọt lở thối sữa không lành. Sử dụng lá thanh táo và lá cây mỏ quạ, mỗi vị phân lượng bằng nhau, rửa sạch và giã nhỏ, đắp lên vị trí chấn thương. Mỗi ngày đắp thuốc 1 lần, thay thuốc hàng ngày. Có thể kết hợp với việc uống nước sắc bổ công anh, bạch chỉ nam, kim ngân hoa, mỗi vị 1 nắm. Sau 1 tuần sẽ thấy kết quả điều trị. Chữa xương gãy, các loại mụn nhọt độc gây xương đau. Sử dụng cây thuốc chặt tươi giã nát hoặc dùng cây khô tán nhỏ, trộn một ít rượu, giấm, đắp vào vết thương. Chữa phòng tê thấp, chân tay tê dại, mất cảm giác. Sử dụng vỏ cây thanh táo, rễ sưng, hoàng lực, dây chiều, rễ mền tên, động lực, mỗi vị đều 20 gram,
thiên niên kiện, cốt khí, mỗi vị đều 10 gram, xác thành thuốc, dùng uống. Chữa sản phụ máu xấu gây mở mắt, choáng váng. Sử dụng cây thanh táo, mần tươi, quả mần trầu, mỗi vị 20 gram, xác thành thuốc, dùng uống trong ngày. Chữa các bệnh hậu sản. Sử dụng cây thuốc chặt, cây mần tươi, cỏ mần trầu, mỗi vị phân lượng đều 30 gram, sắc cùng 500 ml nước, đến khi còn 200 ml thì chia thành 2 lần, dùng uống trong ngày. Chữa chứng da mồ hôi trộm, hò, sốt. Sử dụng rễ cây thanh táo, địa cốt bì, miết sáp, sai bồ, mỗi vị đều 10 gram, chỉ mẫu, đương quy, mỗi vị 5 gram. Thanh cao, ô mai, mỗi vị đều 4 gram, sắc với 600 ml nước, đến khi còn 200 ml thì chia thành 3 lần, dùng uống trong ngày. Chữa tinh hoàn đau nhức, một bên tinh hoàn xa xuống. Sử dụng rễ cây thuốc chặt, rễ bần trắng, rễ sưng, rễ vẩy đỏ, mỗi vị 20 đến 30 gram, xác thành thuốc dùng uống trong ngày. Cây thanh táo hoặc cây thuốc chặt là vị thuốc phổ biến được sử dụng để điều trị các bệnh lý liên quan đến gãy xương, đau nhức xương khớp. Tuy nhiên, dược liệu có độc nhẹ, do đó người dùng nên tham khảo ý kiến của thầy thuốc hoặc người có chuyên môn trước khi sử dụng dược liệu. Chữa vết lở, vết thương chảy máu, nhọt lở khó liền. Lá thanh táo, lá mỏ quạ lấy lượng bằng nhau, đem rửa với nước muối, giã nhỏ rồi đắp lên vết thương. Thầy thuốc hàng ngày, kết hợp với uống nước sắc gồm bạch chỉ nam, kim ngân hoa, bổ công anh, mỗi vị một nắm. Chữa sản phụ giảm máu sẫm, choáng váng, mắc mờ. Thanh táo, mần tươi, cỏ mần trầu, mỗi vị 20 đến 30 gram, xác nước uống trong ngày. Chữa bong gân, xài khớp. Thanh táo 20 gram, lá diễn tươi 50 gram, cốt toái bổ, xuyên tiêu, trạch lan, mỗi vị 20 gram, xác uống lúc còn ấm, một thang một ngày. Lá thanh táo, lá ngải cứu, lá diễn dùng tươi, mỗi vị lấy lượng bằng nhau, giã nhỏ đắp 2 lần một ngày. Mức độ an toàn của thanh táo. Chưa có đầy đủ thông tin về việc sử dụng thanh táo trong thời kỳ mang thai và cho con bú. Bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc thầy thuốc trước khi dùng thảo dược này.